Theo kế hoạch, tôi sẽ giới thiệu chúng ta bài Q6 phòng chống vũ khí hủy diệt lớn. Trước khi vào nội dung của cái bài học thì tôi quy định một số điểm như sau. Thứ nhất, trong quá trình mà chúng ta tham gia học tập, yêu cầu chúng ta chấp hành rất nghiêm. Thứ hai là quá trình học thì chúng yêu cầu tất cả các em tắt cái mic. Sau đây ta đi vào nội dung của bài. Bài Q6 phòng chống vũ khí hủy diệt lớn. Về mục đích, nhằm giới thiệu cho sinh viên những kiến thức cơ bản về vũ khí hủy diệt lớn. Trên cơ sở đó, biết các cái biện pháp phòng chống đơn giản và vận dụng trong điều kiện cho phép để phòng chống có hiệu quả. Về yêu cầu, ta nắm chắc về đặc điểm tác hại cơ bản của vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và vũ khí lửa. Biết được các biện pháp phòng tránh để làm hạn chế các tác hại của vũ khí hủy diệt lớn. Về nội dung của bài gồm 4 phần. Phần thứ nhất là vũ khí hạt nhân. Phần thứ hai là vũ khí hóa học. Phần thứ ba là vũ khí sinh học. Và phần thứ tư là vũ khí lửa. Trọng tâm là phần 1 và phần 2. Thời gian thì 4 tiết buổi chiều ngày hôm nay. Về phương pháp thì 2 tiết đầu thì sẽ giới thiệu về nội dung lý thuyết. 2 tiết sau chúng ta tiến hành thảo luận và kiểm tra kết hợp với điểm danh. Sau đây ta đi vào cái nội dung của bài. Thầy ơi, mic thầy tắt thầy ơi. Có nghe được chưa? Dạ rồi ạ. Rồi chúng ta đi vào phần thứ nhất về vũ khí hạt nhân. Thứ nhất về khái niệm. Vũ khí hạt nhân là một loại vũ khí hủy diệt lớn. Dựa trên cơ sở sử dụng năng lượng rất lớn được giải phóng ra từ phản ứng phân hạch dây chuyền và phản ứng tổng hợp hạt nhân để tiêu diệt các mục tiêu. Về phản ứng phân hạch dây chuyền và phản ứng tổng hợp hạt nhân thì cái nội dung này ở trong chương trình lớp 12 chúng ta đã được nghiên cứu. Vậy cái phản ứng phân hạch dây chuyền là gì? Phản ứng phân hạch dây chuyền là trong hóa học và vật lý hạt nhân thì phản ứng dây chuyền là một chuỗi các cái phản ứng, trong đó sản phẩm hoặc sản phẩm phụ của phản ứng này là tác nhân gây ra các phản ứng tiếp theo. Trong quá trình đó, tùy theo về khối lượng, trạng thái hóa lý của khối vật liệu và trạng thái môi trường mà thất thoát cái tác nhân sẽ xảy ra với mức độ khác nhau dẫn đến phản ứng dây chuyền. Phản ứng dây chuyền thì nó được duy trì ở cái mức độ khác nhau. Trong phản ứng dây chuyền, việc bảo đảm một phản ứng hội tụ tích cực ít thất thoát các cái tác nhân sẽ dẫn đến một chuỗi tự khuếch đại của các cái sự kiện phản ứng. Đó là về cái phản ứng phân hạch dây chuyền. Vậy cái phản ứng tổng hợp hạt nhân là gì ạ? Về cái phản ứng tổng hợp hạt nhân, hay người ta gọi là phản ứng nhiệt hạch, phân hạch, hợp hạch trong vật lý là một quá trình mà hai hạt nhân hợp lại với nhau để tạo nên một nhân tố mới nặng hơn. Cùng với quá trình này sẽ là sự phóng thích cái năng lượng
hay sự hấp thụ năng lượng. Đó là về cái khái niệm về cái vũ khí hạt nhân. Để giải thích thêm cho chúng ta về một số cái khái niệm như phản ứng phân ngạch dây chuyền và phản ứng tổng hợp hạt nhân để chúng ta nắm thêm. Thì cái nội dung này thì ở trong cái chương trình sách 12 của chúng ta cũng đã có. Vậy để phân loại vũ khí hạt nhân thì người ta dựa vào các yếu tố nào, thì chúng ta đi vào cái nội dung tiếp theo là phân loại và cái phương tiện sử dụng của vũ khí hạt nhân. Và cái phân loại vũ khí hạt nhân thì có 3 cách để phân loại. Cái cách thứ nhất là phân theo nguyên lý nổ. Phân theo nguyên lý nổ ở đây thì có hai trường hợp. Chúng ta phân ra làm hai loại, một là loại gây nổ, hai là loại không gây nổ. Các cái loại gây nổ gồm vũ khí nguyên tử, vũ khí kinh khí và vũ khí neutron. Loại không gây nổ thì gồm các chất phóng xạ chiến đấu. Vậy cái vũ khí nguyên tử là gì? Cái vũ khí nguyên tử người ta thường gọi là vũ khí hạt nhân, là một loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà năng lượng của nó do phản ứng phân hạch hạt nhân hoặc phản ứng hợp hạch gây ra. Một vũ khí hạt nhân nhỏ nhất có sức công phá lớn hơn bất kỳ một loại vũ khí quy ước nào. Một cái loại vũ khí hạt nhân nhỏ nhất thì có sức công phá lớn hơn bất kỳ một loại vũ khí quy ước nào. Vũ khí có sức công phá tương đương với 1 triệu tấn thuốc nổ và có thể phá hủy cả một thành phố. Đó là đối với cái vũ khí nguyên tử. Vậy vũ khí kinh khí là gì? Vũ khí kinh khí hay còn gọi là vũ khí nhiệt hạch là loại vũ khí hạt nhân được sử dụng cái năng lượng từ phản ứng phân hạch hạt nhân để nén và kích động một phần phản ứng tổng hợp hạt nhân thứ cấp. Để kích động một phần cái phản ứng tổng hợp hạt nhân thứ cấp. Kết quả là cái loại bom này tăng đáng kể cái sức nổ. Đạt mức gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần khi so sánh với các loại vũ khí phân hạch một tầng. Nó thậm chí là gấp hàng chục hoặc hàng trăm lần khi so sánh với các cái loại vũ khí phân hạch một tầng. Cái loại vũ khí phân hạch một tầng hay người ta còn gọi là bom nguyên tử thông thường. Cái vũ khí nhiệt hạch còn có tên gọi khác là vũ khí kinh khí hay gọi là bom H. Bởi vì sao? Bởi vì nó sử dụng cái phản ứng nhiệt hạch hydro, cho nên người ta gọi nó là bom H. Và cái vũ khí kinh khí này thì được thử nghiệm cái lần đầu tiên vào năm 1952 tại Mỹ. Đó là về cái vũ khí kinh khí. Đối với loại không gây nổ là các chất phóng xạ chiến đấu. Vậy cái chất phóng xạ là gì? Các cái chất phóng xạ là cái hiện tượng một số hạt nhân nguyên tử không bền tự biến đổi và phát ra các cái bức xạ hạt nhân, hay thường gọi là các tia phóng xạ. Như hạt proton mang điện âm như các chùm electron hay còn gọi là phóng xạ beta.
không mang điện thì như các hạt neutron và các tia gamma. Các cái hạt này thì có bản chất giống như ánh sáng nhưng năng lượng của nó lớn hơn rất nhiều. Cái sự biến đổi như vậy của hạt nhân nguyên tử thường được gọi là sự phân rã phóng xạ, hay còn gọi là phân rã hạt nhân. Đó là về chất phóng xạ. Sau cái phân loại thứ hai là phân loại theo đương lượng nổ. Phân loại theo đương lượng nổ. Vậy đương lượng nổ là gì? Đương lượng nổ là năng lượng của vũ khí hạt nhân khi nổ được giải phóng ra tương đương với năng lượng của một lượng chất nổ TNT. Cái đương lượng nổ là năng lượng của vũ khí hạt nhân khi nổ được giải phóng ra tương đương với năng lượng của một lượng chất nổ TNT và được ký hiệu là Q. Và cái phân theo đương lượng nổ này, căn cứ vào cái đương lượng nổ, người ta phân chia ra làm 5 cái loại như sau. Loại thứ nhất là loại cực nhỏ. Loại cực nhỏ có đương lượng nổ nhỏ hơn một hoặc bằng 1 kiloton. Loại thứ hai là loại nhỏ, đương lượng nổ lớn hơn hoặc bằng 1 kiloton và nhỏ hơn 10 kiloton. Loại thứ ba là loại vừa, có đương lượng nổ lớn hơn hoặc bằng 10 kiloton và nhỏ hơn 100 kiloton. Loại thứ tư là loại lớn, có đương lượng nổ lớn hơn hoặc bằng 100 kiloton và nhỏ hơn 1 megaton. Và loại cuối cùng là loại cực lớn, có đương lượng nổ lớn hơn hoặc bằng 1 megaton. Về cái đơn vị tính, đơn vị tính của đương lượng nổ, kiloton được ký hiệu là kT. 1 kiloton thì bằng 1.000 tấn thuốc nổ TNT. 1 megaton thì bằng 1 triệu tấn thuốc nổ TNT. Và 1 gigaton thì bằng 1.000 tấn, mà xin lỗi, bằng 1.000 megaton. Về cái loại cực nhỏ đến loại lớn thì người ta dựa vào cái phản ứng phân hạch. Cái loại lớn đến cực lớn thì người ta dựa vào cái phản ứng nhiệt hạch kết hợp với phản ứng phân hạch để phân loại cái đương lượng nổ của vũ khí hạt nhân. Sang cái loại phân loại tiếp theo là phân loại theo mục đích sử dụng. Cái loại thứ nhất là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Loại thứ hai là vũ khí hạt nhân chiến lược. Vậy vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì? Vũ khí hạt nhân chiến thuật gồm các loại cực nhỏ đến loại vừa dùng để tập kích vào các mục tiêu chiến thuật, chiến dịch như sở chỉ huy, trận địa tên lửa, trận địa pháo binh, đội hình chủ yếu của phân đội, trận địa phòng ngự then chốt, sân bay, các đầu mối giao thông quan trọng, kho làng, vân vân. Đó là các cái loại vũ khí hạt nhân chiến thuật thì người ta thường sử dụng các loại là từ cực nhỏ đến loại vừa để tập kích vào các mục tiêu chiến thuật chiến dịch như tôi vừa nêu.
Ta sang cái vũ khí hạt nhân chiến lược. Vậy vũ khí hạt nhân chiến lược là gì? Vũ khí hạt nhân chiến lược gồm các loại lớn và cực lớn dùng để tập kích vào các mục tiêu quan trọng có ý nghĩa chiến lược như trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự. Tập trung vào các cái mục tiêu như trung tâm chính trị, kinh tế và quân sự. À, bởi trong môi trường quân sự thì các bạn đã nghe cái, nếu mà các bạn biết là trong cái môi trường quân sự thì người ta có cái khái niệm về chiến thuật, chiến lược và chiến dịch, đúng không ạ? Vậy cái chiến thuật, chiến dịch và chiến lược trong quân sự là cái gì? Vậy cái chiến thuật chính là cái phương pháp sử dụng để đạt được cái mục đích cụ thể. Chiến thuật được dùng ban đầu với ý nghĩa là chiến thuật quân sự. Được dùng ban đầu với ý nghĩa là chiến thuật quân sự. Nhưng sau đó thì được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác. Về chiến lược. Chiến lược là một chương trình hành động, là một kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được mục đích cụ thể, là tổ hợp các cái mục tiêu dài hạn và các cái biện pháp, cách thức, con đường để đạt đến các cái mục tiêu đó, gọi là chiến lược. Vậy chiến dịch là gì? Với cái chiến dịch ở trong quân sự, nó là toàn bộ các cái trận chiến đấu diễn ra trên chiến trường một cái thời gian tiến hành theo kế hoạch và ý định thống nhất nhằm thực hiện cái mục đích chiến lược nhất định. Để nhằm thực hiện cái mục đích chiến lược nhất định. Đó là về các cái khái niệm về chiến thuật, chiến lược và chiến dịch. Ta sang cái phương tiện sử dụng. Cái phương tiện sử dụng thứ nhất là máy bay. Máy bay thì thường mang loại bom tên lửa hạt nhân có tầm hoạt động từ vài chục km đến hàng trăm, đến hàng nghìn km và được chia làm hai loại. Loại thứ nhất là máy bay chiến thuật. Loại thứ hai là máy bay chiến lược. Thầy ơi, mic thầy tắt nữa rồi thầy. Rồi, ta tiếp tục. Về máy bay thì người ta được chia làm hai loại, đó là máy bay chiến thuật và máy bay chiến lược. Đấy, các bạn quan sát cái hình ảnh các cái loại máy bay để sử dụng mang các loại bom và tên lửa hạt nhân. Cái thứ hai, cái phương tiện thứ hai đó là tên lửa hạt nhân. Căn cứ vào cái tầm bắn thì người ta chia cái tên lửa hạt nhân ra làm bốn loại. Cái loại thứ nhất là tên lửa tầm cực xa,
hay còn gọi là tên lửa toàn cầu, có tầm bắn 20.000 km. Cái loại thứ hai là tên lửa tầm xa, hay còn gọi là tên lửa vượt Đại Châu, có tầm bắn 10.000 km. Cái loại thứ ba là tên lửa tầm trung, có tầm bắn từ 2.000 đến 10.000 km. Và cái loại cuối cùng là tên lửa tầm gần, có tầm bắn dưới 2.000 km. Căn cứ vào cái mục đích sử dụng thì người ta chia cái tên lửa thành hai loại. Cái loại thứ nhất là tên lửa chiến lược. Tên lửa chiến lược để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược có tầm bắn trên 2.000 km. Loại thứ hai là loại tên lửa chiến thuật, dùng để tiêu diệt các mục tiêu chiến thuật, chiến dịch có tầm bắn từ vài chục đến hàng trăm km. Về cái chiến thuật chiến lược như thế nào, như cái chiến thuật và cái chiến lược như lúc đầu thì tôi đã giới thiệu, đã giải thích với đối với chúng ta về cái chiến thuật và chiến lược chiến dịch. Các bạn quan sát trên cái màn hình, đó là hình ảnh cái quả tên lửa người ta đã triển khai ở trên bệ phóng. Đây là cái hình ảnh tên lửa được phóng lên ở giữa từ tàu ngầm ở dưới biển. Đây là quả tên lửa đạn đạo. Cái tên lửa đạn đạo này nằm ở trên xe chiến đấu. Tên lửa được phóng từ tàu ngầm. Thứ ba là cái loại pháo hạt nhân. Cái hình ảnh mà các khẩu pháo mà các bạn đang quan sát trên màn hình, đó là pháo lựu lòng dài 152D20. Cái loại pháo này có thể mang đầu đạn hạt nhân, tức là bắn cái đầu đạn có chứa cái hạt nhân. Pháo hạt nhân gồm các loại pháo như pháo lòng dài 152D20, pháo lựu 155, 175 và một số cái loại pháo khác. Đây là cái súng cối Davy, hay còn gọi là súng rocket, cái loại vũ khí hạt nhân nhỏ nhất của Mỹ. Ta sang cái nội dung tiếp theo về cái phương thức nổ của vũ khí hạt nhân. Phương thức nổ của vũ khí hạt nhân. Tùy theo vào cái ý định sử dụng thì người ta điều khiển cho vũ khí hạt nhân nổ ở từng độ cao khác nhau. Mỗi một phương thức nổ thì có một cảnh tượng nổ. Có một cảnh tượng nổ. Mức độ sát thương và phá hoại ở mỗi cảnh tượng nổ thì khác nhau. Các cái phương thức nổ của vũ khí hạt nhân thì có một số cái phương thức như sau. Cái thứ nhất là nổ vũ trụ. Cái thứ hai, phương thức nổ thứ hai là nổ trên không. Phương thức thứ ba là nổ mặt đất. Phương thức thứ tư là nổ dưới nước. Phương thức thứ năm là nổ dưới đất. Và phương thức cuối cùng là nổ ở dưới nước. Cho nên các bạn ở phương thức thứ tư là nổ trên mặt nước, mặt đất, mặt nước. Vậy cái phương thức
các cái phương thức nổ này nó thể hiện như thế nào thì chúng ta đi vào cái nội dung thứ nhất, nổ vũ trụ. Nổ vũ trụ thế nào thì được gọi là nổ vũ trụ? Về nổ vũ trụ được ký hiệu là VT và có độ cao nổ từ 65 km trở lên thì được gọi là nổ vũ trụ. Công dụng của nổ vũ trụ là để tiêu diệt các cái vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa và cản trở cái sự làm việc của vô tuyến điện, của radar. Để tiêu diệt các cái vệ tinh, tàu vũ trụ, tên lửa và cản trở sự làm việc của vô tuyến điện và radar. Về cảnh tưởng nổ, nếu mà cái điều kiện khí tượng tương đối tốt thì ở độ cao từ 80 đến 100 km chúng ta có thể quan sát được cái cảnh tưởng nổ. Chúng ta sẽ thấy cái chớp sáng hay là gọi là cái cầu lửa nó lan rất là nhanh, lan rộng và rất nhanh trong vòng vài giây, bán kính đạt tới hàng chục km, bán kính đạt tới hàng chục km. Về các cái nhân tố sát thương phá hoại khi mà nổ trên không, xin lỗi, khi mà nổ vũ trụ gây ra, lúc này về cái sóng xung kích thì rất yếu, bức xạ quang và bức xạ xuyên nó là hai cái nhân tố sát thương chủ yếu, phá hoại chủ yếu. Bức xạ quang và bức xạ xuyên là hai cái nhân tố sát thương phá hoại chủ yếu. Riêng về sóng xung kích yếu lúc này là vì do cái mật độ không khí loãng, cho nên là cái sóng xung kích nó bị yếu, chưa phát huy được cái công lực, cái nhân tố sát thương phá hoại của sóng xung kích, cho nên là nó yếu. Khi mà nổ vũ trụ thì nó gây ra nhiễm xạ mặt đất thì không đáng kể. Hiệu ứng điện từ có bán kính hàng nghìn km. Hiệu ứng điện từ thì nó có bán kính hàng nghìn km. Về cái sóng xung kích, bức xạ quang, bức xạ xuyên và cái hiệu ứng điện từ như thế nào thì tí nữa sang phần sau thì chúng ta sẽ được nghiên cứu. Ta sang cái cảnh tượng nổ tiếp theo, đó là nổ trên cao. Nổ trên cao. Nổ trên cao được ký hiệu là chiếc C và có độ cao nổ từ 16 đến 65 km thì được gọi là nổ trên cao. Và cái công dụng của khi nổ trên cao là để tiêu diệt các cái máy bay, tên lửa và cản trở sự làm việc của máy vô tuyến điện cũng như radar. Các nhân tố sát thương mà khi mà nổ trên cao thì sóng xung kích lúc này vẫn chưa đủ mạnh do cái mật độ không khí loãng. Bức xạ quang và bức xạ xuyên nó vẫn là hai cái nhân tố chủ yếu. Nhiễm xạ mặt đất thì không đáng kể. Nhiễm xạ bầu khí quyển lớn. Hiệu ứng điện từ lúc này tăng mạnh và tương đối rộng. Đó là các cái nhân tố sát thương mà khi nổ trên cao.
Ta sang cái cảnh tượng nổ tiếp theo là nổ trên không. Nổ trên không được ký hiệu là chữ K. Có độ cao nổ là 16 km trở xuống cho tới độ cao bằng bán kính của cầu lửa nhưng không chạm đất, lúc này cách mặt đất từ 1 đến 5 mét. Cách mặt đất từ 1 đến 5 mét. Với công dụng khi nổ trên không là để tiêu diệt các cái phương tiện bay trên không, sinh lực địch ngoài công sự, phá hủy các cái công trình kiến trúc. Nếu nổ thấp thì có thể phá hủy các cái mục tiêu tương đối kiên cố, cũng như sinh lực địch ở trong công sự và các phương tiện chiến đấu. Và các cái phương tiện chiến đấu. Về cái cảnh tượng nổ, đầu tiên chúng ta sẽ thấy một vùng sáng chói và tiếng nổ rền vang. Các bạn quan sát trên màn hình đó là cái cảnh tượng nổ của nổ trên không. Cái vùng nổ này sẽ hình thành cái cầu lửa nhanh và bốc cao, chuyển thành mây phóng xạ có hình tán nấm. Nếu mà nổ khoảng không cao thì tán nấm và cái thân nấm nó không liền nhau ngay từ đầu. Và ngược lại, nếu mà nổ ở khoảng không cao thì ngược lại. Về các yếu tố sát thương khi nổ trên cao. Các yếu tố sát thương. Cái sóng xung kích là nhân tố sát thương phá hoại chủ yếu. Bức xạ quang và bức xạ xuyên lúc này nó là hai cái nhân tố sát thương quan trọng. Nhiễm xạ địa hình ít nhưng cái hiệu ứng điện từ thì mạnh. Ta sang cái cảnh tượng nổ tiếp theo, đó là nổ mặt đất mặt nước. Nổ mặt đất mặt nước được ký hiệu là chữ D và chữ L. Đây là cái hình ảnh nổ mặt đất mặt nước. Về cái công dụng khi nổ mặt đất mặt nước là nhằm để tiêu diệt sinh lực địch trong công sự, hầm phòng tránh kiên cố, phá hủy các cái phương tiện chiến tranh, các cái công trình kiến trúc ở mặt đất mặt nước, và nó tạo ra cái khu nhiễm xạ rộng với mức độ bức xạ cao. Với cái cảnh tượng nổ, ta sẽ thấy cái chớp. Ta thấy cái chớp sáng chói lọi và nghe tiếng nổ vang, mặt đất rung chuyển mạnh. Các bạn quan sát cái hình ảnh khi nổ trên mặt đất, mặt nước. Cái cầu lửa lúc này sẽ bị khuyết cái phần dưới. Nấm mây nguyên tử thì mâu thuẫn với nhau, thân to và thấp hơn so với nổ trên không, tạo thành một hố bom sâu. Nếu mà nổ ở mặt nước thì nước sẽ sôi lên dữ dội, hình thành nên những đợt sóng cao như sóng thần. Về các yếu tố sát thương phá hoại khi nổ ở mặt đất mặt nước, lúc này sóng xung kích, bức xạ quang ở gần tâm nổ thì rất mạnh,
Và bức xạ xuyên thì bức xạ xuyên mạnh. Nhiễm xạ địa hình thì có diện tích rộng, mức bức xạ cao, hiệu ứng điện từ mạnh nhưng ở trong phạm vi hẹp. Ta sang các cảnh tượng nổ tiếp theo là nổ dưới mặt đất, mặt nước. Về cái độ sâu nổ ở dưới mặt đất hoặc mặt nước có thể từ vài mét đến vài trăm mét. Từ vài mét đến vài trăm mét. Đây là các cảnh tượng nổ ở dưới mặt đất và mặt nước. Về công dụng khi nổ dưới mặt đất, mặt nước để nhằm tiêu diệt, phá hủy các cái mục tiêu công trình kiến trúc kiên cố dưới mặt đất, các cái mục tiêu trên mặt nước, dưới nước, tạo cái khu vực nhiễm xạ rộng. Và cái cảnh tượng nổ khi nổ dưới độ sâu ở dưới nước, ở dưới đất, dưới nước thì chúng ta không nhìn thấy hoặc nhìn thấy rất ít cái chớp sáng và cầu lửa. Chỉ nghe được cái tiếng nổ trầm. Khi nổ dưới đất thì mặt đất rung chuyển, hay còn gọi gây ra cái động đất mạnh, bụi, đất, đá tung lên giống như một hình nón cụt đặt ngược. Khi nổ dưới nước thì tại vùng nổ nước sôi, bốc hơi nóng đỏ, hình thành những đợt sóng khổng lồ có đường kính từ vài trăm đến vài km, dữ dội và cao hàng chục mét. Về các nhân tố sát thương khi mà nổ dưới đất, dưới nước, sóng xung kích, bức xạ quang, bức xạ xuyên ở trong không khí yếu, sóng địa chấn, sóng nước rất mạnh hay còn gọi là sóng thần, nhiễm xạ mặt đất và nhiễm xạ mặt nước lớn, nhiễm xạ mặt đất và mặt nước lớn. Ta sang cái nội dung tiếp theo là các yếu tố sát thương phá hoại và cách phòng chống. Các yếu tố sát thương phá hoại của vũ khí hạt nhân gồm có 5 cái yếu tố sau. 1 là sóng xung kích, 2 là bức xạ quang, 3 là bức xạ xuyên, 4 là chất phóng xạ và 5 là hiệu ứng điện từ. Vậy sóng xung kích, bức xạ quang, bức xạ xuyên, chất phóng xạ và hiệu ứng điện từ là gì? Ta đi vào nghiên cứu từng cái nội dung một. Thứ nhất là sóng xung kích. Sóng xung kích. Về khái niệm của sóng xung kích, nó là một miền của môi trường nổ. Cái môi trường nổ ở đây gồm có khí, nóng và rắn. Khi môi trường nổ bị dồn nén mạnh và đột nhiên chất lan truyền đi khắp mọi phương với vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh trong không khí, nó là một miền của môi trường nổ. Khi bị dồn nén rất mạnh và đột nhiên thì sẽ lan truyền đi khắp mọi phương với vận tốc lớn hơn vận tốc âm thanh trong không khí. Về cái đặc điểm tác hại của sóng xung kích. Và cái đặc điểm sóng xung kích là nhân tố sát thương phá hoại quan trọng, chủ yếu và tức thời của vũ khí hạt nhân. Nó chiếm khoảng 50% năng lượng của vụ nổ. Cái về cái thời gian tác dụng của cái sóng xung kích này thì từ vài giây cho đến 10 giây. Nên là nó cái thời gian tác dụng của nó là rất là nhanh.
Và cái tác hại của sóng xung kích nó là nhân tố hủy diệt toàn bộ. Hủy diệt toàn bộ. Đối với người thì có sát thương trực tiếp là do sức ép rất mạnh của không khí nên cơ thể gây tổn thương các cái bộ phận tim, gan, phèo phổi, nói chung là lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta là sẽ bị tổn thương. Còn sát thương gián tiếp đối với con người là do cái sóng xung kích sẽ làm sập nhà cửa, hầm hào, cây cối, đè hoặc quăng vật vào người gây chấn thương. Đối với vũ khí trang bị và các cái công trình kiến trúc thì sóng xung kích sẽ làm sập đổ, rạn nứt, hư hỏng, biến dạng. Cách phòng và chống đối với sóng xung kích, chúng ta triệt để cái lợi dụng công sự hầm hào để ẩn nấp. Nếu hoạt động ở cái địa hình trống trải thì chúng ta phải nhanh chóng nằm xuống, chân quay về hướng tâm nổ. Khi mà chúng ta xây dựng công sự hầm trú ẩn thì phải kiên cố, vững chắc. Làm tốt công tác cấp cứu người bị nạn. Các cái công trình nhà ở phải có nơi ẩn nấp và đường thoát hiểm. Không được lợi dụng những cái vật dễ vỡ, dễ đổ để ẩn nấp. Ta sang cái nhân tố tiếp theo là bức xạ quang. Bức xạ quang. Với khái niệm về bức xạ quang. Bức xạ quang nó là dòng năng lượng phát ra từ mặt cầu lửa với nhiệt độ rất cao. Nó lên tới 10 triệu độ. Truyền đi mọi phương với vận tốc ánh sáng. Mà cái vận tốc ánh sáng thì chúng ta biết là vận tốc ánh sáng là 300.000 km trên một giây. Nó gây tác hại trong một thời gian rất ngắn. Về đặc điểm tác hại của bức xạ quang. Cái bức xạ quang đấy, nó là cái nhân tố sát thương phá hoại quan trọng và tức thời. Thời gian ngắn chỉ từ 1/10 đến 10 giây. Và nó chiếm khoảng 35% năng lượng của vụ nổ. 35% năng lượng của vụ nổ. Về cái tác hại do cái bức xạ quang gây ra. Cái bức xạ quang nó là nhân tố gây tác hại lớn cho người, vũ khí trang bị và nó rất khó phòng tránh. Đối với người, bức xạ quang có thể gây sát thương trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhưng mà sát thương trực tiếp thì nó sẽ gây cháy, bỏng da, mù lòa mắt. Mù lòa thì có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn. Về gián tiếp gây ra thì bức xạ quang nó gây cháy nhà, cháy cửa, cháy đối với các vũ khí trang bị và tạo thành các cái đám cháy lớn gây bỏng cho người khi sử dụng. Đây là một số cái hình ảnh chúng ta xem về hình ảnh mà do bức xạ quang gây ra.
Đó, xin lỗi các bạn, thì vừa rồi do cái trục trặc kỹ thuật cho nên chúng ta tiếp tục. Vừa rồi chúng ta đang xem các cái hình ảnh liên quan đến cái bức xạ quang gây ra. Ta tiếp tục. Đối với cái vũ khí trang bị và các công trình kiến trúc, các cái công trình kiến trúc thì bức xạ quang nó gây tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp, gây cháy và làm nóng chảy hóa than và gây ra những đám cháy lớn, tạo thành bão lửa và biển lửa. Cách phòng chống đối với bức xạ quang. Thứ nhất là ta cũng triệt để lợi dụng địa hình địa vật để ẩn nấp. Hai là nhắm mắt lại để tránh tia của cầu lửa. Trang bị kính bảo vệ mắt, mũi và giày chống cháy. Hầm hào công sự xây dựng phải bằng cái vật liệu khó cháy, đủ cái độ dày và có nắp. Cấp cứu bỏng kịp thời cho bản thân và người khác. Các cái loại kho tàng, vũ khí trang bị và các cái loại phương tiện thì chúng ta phải bố trí phân tán. Tổ chức tốt công tác phòng cháy và chữa cháy. Ta sang cái nội dung, cái nhân tố tiếp theo là bức xạ xuyên. Bức xạ xuyên. Bức xạ xuyên. Nó là dòng gamma và dòng neutron phát ra từ tâm nổ truyền đến mọi phương với sức xuyên rất mạnh. Cái vận tốc có thể lên đến hàng vạn km/h. Hàng vạn km/h. Về cái đặc điểm tác hại của cái bức xạ xuyên. Và cái bức xạ xuyên nó là nhân tố sát thương phá hoại đặc trưng và tức thời của vũ khí hạt nhân. Nó chiếm khoảng 5% năng lượng của vụ nổ. Về tác hại mà bức xạ xuyên gây ra đối với người và động vật, thì sát thương sinh lực bằng cái bệnh phóng xạ, tùy theo cái liều lượng, cái thời gian chiếu xạ gây ra thì các cái mức độ bệnh khác nhau. Mức độ bệnh ở đây thì gồm có nhẹ, trung bình và nặng. Còn đối với vũ khí trang bị thì nó làm thay đổi tính chất một số thiết bị điện tử, bán dẫn làm mờ kính quang học hoặc phim ảnh. Và để phòng chống cái bức xạ xuyên thì có một số cái biện pháp để phòng và chống như sau. Thứ nhất là triệt để lợi dụng địa hình địa vật để giảm thiểu cái ảnh hưởng mà bức xạ xuyên gây ra. Cái thứ hai là xây dựng công sự hầm hào có đắp, đảm bảo cái độ dày và có phủ vật liệu chống xuyên. Và có phủ cái vật liệu chống xuyên. Biết cách dùng thuốc phòng bệnh phóng xạ và dùng ống đo chiếu xạ cá nhân. Và dùng súng, xin lỗi, dùng ống đo chiếu xạ cá nhân. Bảo vệ, che đậy các cái thiết bị quang học, phim ảnh.
Ta sang cái nội dung tiếp theo là chất phóng xạ. Chất phóng xạ. Và cái nguồn gốc của cái chất phóng xạ gồm các cái mảnh vỡ hạt nhân, các chất đồng vị phóng xạ cảm ứng và các cái hạt nhân chưa tham gia phản ứng. Và các cái hạt nhân chưa tham gia phản ứng. Về đặc điểm tác hại của chất phóng xạ. Chất phóng xạ nó là nhân tố sát thương phá hoại đặc trưng của vũ khí hạt nhân và nó chiếm khoảng 10% năng lượng của vụ nổ. Về tác hại, sát thương sinh lực bằng các tia alpha, beta và gamma gây cái bệnh phóng xạ. Cái chất phóng xạ gây tác hại bằng 3 con đường. Cái thứ nhất là chiếu xạ từ ngoài vào. Cái thứ hai là nhiễm xạ ra. Và con đường thứ ba là nhiễm xạ bên trong. Đó là hình ảnh mà cái chất phóng xạ nó gây ra, các bạn quan sát. Về nhiễm xạ mặt đất hay còn gọi là nhiễm xạ địa hình thì trên cái phạm vi rộng tức là khu vực nổ và mây phóng xạ nó gây ra. Về cái nhiễm xạ đối với vũ khí, trang bị, lương thực, thực phẩm, vân vân thì nó gây ảnh hưởng khi chúng ta sử dụng. Về cách phòng chống. Chúng ta cũng triệt để lợi dụng địa hình để ẩn nấp. Hai là sử dụng cái khí tài để phòng nhiễm xạ hô hấp, nhiễm xạ da. Các cái loại công sự ẩn nấp phải có cái hệ thống thông hơi, lọc bụi phóng xạ. Lương thực, thực phẩm thì phải được che đậy kỹ càng. Khi bị nhiễm xạ thì phải tẩy rửa bằng cái dung dịch tẩy xạ hoặc bằng xà bông. Biết cách dùng thuốc phòng bệnh phóng xạ và đo chiếu xạ cá nhân. Đây là một số cái hình ảnh mà bộ đội hóa học đang tiến hành tiêu độc tẩy xạ. Ta sang cái nội dung tiếp theo là hiệu ứng điện từ. Hiệu ứng điện từ. Và cái nguồn gốc của hiệu ứng điện từ là do sự ion hóa các phân tử, nguyên tử từ không khí dưới tác dụng của các cái tia bức xạ thì tạo thành các phân tử mang điện, hình thành các vùng điện tích trái dấu và làm xuất hiện điện từ trường tổng hợp. Đặc điểm và cái tác hại của cái hiệu ứng điện từ. Cái hiệu ứng điện từ nó là cái nhân tố phá hoại đặc trưng của vũ khí hạt nhân. Nó chiếm khoảng 1% năng lượng của vụ nổ. Về cái tác hại, cái hiệu ứng điện từ nó sẽ làm nhiễu các hoạt động của máy vô tuyến điện, làm đứt dây dẫn, cầu trì, làm mất tính cách điện của một số vật liệu, gây nên hiệu ứng, gây nên cái hiện tượng cháy và chập điện. Gây nên cái tác động đến các cái hệ điều khiển của thông tin liên lạc đặt ở dưới hầm sâu. Về cái phòng chống, các cái biện pháp phòng chống đối với hiệu ứng điện từ. Nhất là ta xây dựng cái hệ thống thu xung điện. Cái thu xung điện ở hầm chỉ huy và hầm thông tin. Hai là chúng ta phải thiết kế cái mạch chống xung cao có các cái thiết bị điện. Thì nó cho các cái thiết bị điện. Và cái thứ ba là chúng ta tắt máy vô tuyến điện, ngừng làm việc. Đó là toàn bộ cái nội dung. Thứ nhất, cái phần thứ nhất là về cái vũ khí hạt nhân. Về cái vũ khí hạt nhân thì các bạn biết thì trong cái chiến tranh thế giới thứ hai thì nó xảy ra cái
cái hiện tượng là quân đội Mỹ sử dụng các cái sử dụng vũ khí hạt nhân ném xuống hai cái thành phố lớn của Nhật Bản. Cái vụ ném bom nguyên tử xuống hai cái thành phố lớn của Nhật Bản là thành phố Hiroshima và Nagasaki. Đó là hai cái sự kiện, là hai quả bom nguyên tử được quân đội Hoa Kỳ theo lệnh của Tổng thống Truman sử dụng vào những ngày gần cuối của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Quả đầu tiên vào ngày 6 tháng 8, cái quả bom nguyên tử đầu tiên có mang tên là Nipoy được thả xuống cái thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Và sau đó 3 ngày, vào ngày 8, chứ nó vào ngày 9 tháng 8, quả bom nguyên tử thứ hai mang tên Fairman cũng đã phát nổ ở trên bầu trời của thành phố Nagasaki. Theo ước tính thì có khoảng 140.000 người dân của Hiroshima đã chết bởi cái vụ nổ, cũng như về cái hậu quả của nó sau này. Số người thiệt mạng ở Nagasaki thì nó lên tới 74.000 người. Ở cả hai cái thành phố này thì số người chết phần lớn đều là dân thường. Cái quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản thì có cái đường nổ là 13 kiloton và nó lổ cách cái mặt đất khoảng 600 mét. Được sử dụng cái phương tiện sử dụng là máy bay B-29. Còn quả bom mà thả xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản với cái đường lượng nổ của nó là 21 kiloton. Về kiloton như thế nào thì ở cái phần trước đã giới thiệu với chúng ta rồi. Rồi ta chuyển sang cái nội dung tiếp theo là vũ khí hóa học. Vũ khí hóa học. Vậy vũ khí hóa học là gì? Ta đi vào cái khái niệm. Vũ khí hóa học là một loại vũ khí hủy diệt lớn mà tác dụng sát thương của nó do độc tính của các chất độc quân sự dùng để sát thương người, sinh vật và phá hủy môi trường sinh thái. Vũ khí học là loại vũ khí hủy diệt lớn mà tác dụng sát thương của nó là do tính độc của các chất độc quân sự dùng để sát thương người, sinh vật và phá hủy môi trường sinh thái. Phân loại. Nội dung tiếp theo là phân loại đối với vũ khí hóa học. Về phân loại thì người ta phân làm 3 cái loại vũ khí hóa học như sau. Một là phân theo thời gian gây tác hại. Hai là phân theo bệnh lý. Ba là phân theo độ độc. Phân theo thời gian gây tác hại thì được chia làm hai nhóm. Cái nhóm thứ nhất là nhóm chất độc mau tan. Nhóm chất độc mau tan là những loại chất độc có thời gian tồn tại dưới 1 giờ và nhiệt độ sôi dưới 140 độ C, như chất độc CF, benzen và chất độc gây ngạt. Cái nhóm thứ hai là nhóm chất độc nâu tan, là những chất độc mà cái thời gian tồn tại trên 1 giờ đến nhiều ngày. Cái nhiệt độ sôi thì nên đến lớn hơn 140 độ C, như chất độc VX và CF và chất độc lên ra. Về cái chất độc CF, chất độc benzen VX nét ra như thế nào thì sang phần sau chúng ta nghiên cứu. Về phân theo nhóm bệnh lý thì người ta phân căn cứ vào cái đặc điểm tác hại và triệu chứng trúng độc đối với người, thì người ta chia cái chất độc quân sự thành 6 nhóm. Một là nhóm chất độc thần kinh, hai là nhóm chất độc lét da,
3 là nhóm chất độc toàn thân. 4 là nhóm chất độc ngạt thở. 5 là nhóm chất độc kích thích. Và 6 là nhóm chất độc thần kinh. Trên đó nhóm chất độc tâm thần. Nhóm chất độc thần kinh thì có độc tính cao, gây tác hại đối với hệ thần kinh, làm mất sức chiến đấu và chết nhanh chóng. Nhóm chất độc thứ hai là nhóm chất độc lép da thì có cái độc tính cao, gây hủy hoại da niêm mạc, rất khó điều trị. Người bị chúng thì có thể bị tử vong. Và nhóm thứ ba là nhóm chất độc toàn thân. Khi xâm nhập vào cơ thể thì nó sẽ phá hoại cái sự trao đổi oxy của tế bào, gây nhiễm độc toàn thân, dẫn đến tử vong. Nhóm chất độc tiếp theo là nhóm chất độc ngạt thở. Thì nó gây tổn thương các cơ, cái quan hô hấp. Nhóm chất độc ngạt thở thì nó sẽ gây tổn thương cho các cơ quan hô hấp. Còn đối với nhóm chất độc kích thích thì nó gây kích thích các tế bào không có màng bảo vệ như niêm mạc mắt, mũi, miệng. Như cái niêm mạc mắt, mũi, miệng. Và cái nhóm chất độc cuối cùng là nhóm chất độc tâm thần. Cái nhóm chất độc tâm thần này thì nó gây tác động bất thường về tâm lý con người. Về cái phân loại, đó là phân theo cái bệnh lý. Vậy cái phân theo cái độ độc như nào? Chúng ta sang cái nội dung tiếp theo là phân theo độ độc. Phân theo độ độc thì người ta phân làm hai loại. Một là chất độc gây chết người. Hai là chất độc gây mất sức chiến đấu. Chất độc gây chết người là những chất độc có độc tính cao. Khi bị nhiễm sẽ chết sau một thời gian. Còn đối với cái chất độc gây mất sức chiến đấu là những chất độc có độc tính thấp. Khi bị nhiễm thì chỉ làm mất sức chiến đấu trong một thời gian nhất định. Về cái đặc điểm tác hại của vũ khí hóa học. Cái tác hại thứ nhất là nó sát thương chủ yếu bằng tính của chất độc, bằng độc tính của chất độc. Hai là cái phạm vi sát thương rộng. Cái thứ ba là thời gian gây tác hại lâu dài. Đây là một số cái hình ảnh và cái tư liệu về cái chất độc dioxin mà Mỹ sử dụng ở cái chiến trường miền Nam Việt Nam của chúng ta. Các bạn quan sát trên màn hình. Mỹ đã rải cái chất độc diện cây tới 74,2 triệu lít. Trong đó cái chất màu da cam là 44,3 triệu lít. Chất trắng là 19,8 triệu lít. Chất xanh lam là 8,2 triệu lít. Ngoài ra còn có chất tím, chất xanh lá cây và chất hồng. Chúng ta biết rằng trong chiến tranh ở Việt Nam, quân đội Mỹ đã sử dụng, đã huy động tới 37 công ty hóa chất của Mỹ để tham gia sản xuất hóa chất phục vụ cho cái chiến tranh ở miền Nam Việt Nam chúng ta. Trong vòng 10 năm, từ năm 1961 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải tới 76,9 triệu lít hóa chất xuống núi rừng và đồng ruộng của Việt Nam. Trong đó cái tổng số là có 64% là chất độc dioxin, 27% là chất màu trắng, 8,7% là chất màu xanh và 0,6% là chất màu tím. Theo cái thống kê thì cái lượng tổng số dioxin mà Việt Nam chúng ta phải hứng chịu ở trong cái chiến tranh là khoảng 370 kg. Trong khi đó cái vụ nhiễm dioxin ở Ý vào năm 1976 chỉ với 30 kg thải ra môi trường mà tác hại của nó kéo dài tới 20 năm. Cái tổng số diện tích đất đai bị ảnh hưởng cái hóa chất của chúng ta là 2,63 triệu hecta.
Có 5 triệu người Việt Nam sống trong 25.585 thôn ấp chịu ảnh hưởng của cái chất độc da cam. Chúng ta biết rằng thì cái đương lượng mà ở cái ngưỡng cho phép là 0,0064 picogram trên 1 kg cơ thể. Trên 1 kg cơ thể. Và picogram là một cái đơn vị rất nhỏ, nó chỉ bằng 1/1 triệu gram. Trong khi đó, nếu chia bình quân thì quân đội Mỹ đã rải 900 picogram dioxin cho một cơ thể, xin lỗi, 1 kg cơ thể người Việt Nam chúng ta trong chiến tranh. Và hiện tại, đến cái thời điểm hiện tại mà cái hậu quả mà cái chất độc da cam dioxin để lại cho chúng ta là đến thời điểm hiện tại bây giờ là chúng ta vẫn chưa thể khắc phục được. Và hiện tại bây giờ là ba cái địa điểm nặng nề nhất. Đó là cái sân bay Biên Hòa. Hai là cái sân bay Phù Cát. Và ba là sân bay Đà Nẵng. Là ba cái vị trí sân bay này là hiện tại bây giờ là cái chất độc dioxin hay chất độc da cam là chúng ta vẫn chưa thể khắc phục được. Hiện tại Mỹ thì cũng đang phối hợp kết hợp với Việt Nam chúng ta để khắc phục cái sự cố này. Đây là hình ảnh mà máy bay Mỹ đang rải cái chất độc, đang sử dụng rải cái hóa chất xuống các cánh rừng của Việt Nam chúng ta trong chiến tranh. Đấy, các bạn nhìn thấy các cái hình ảnh và các cái nhà máy sản xuất hóa chất. Đây, các bạn xem một số cái hình ảnh mà do cái hóa chất chất độc dioxin mà để lại. Ta sang cái nội dung tiếp theo, một số loại hóa chất chủ yếu và cách phòng chống. Cái loại chất độc thứ nhất là chất độc thần kinh hay còn gọi là chất độc VX. Về cái tính chất là ở thể nóng không màu, không mùi, nhiệt độ sôi là 300 độ C, ít tan trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ, nặng hơn nước, nên có thể lắng xuống dưới đáy ao, đáy hồ, sông rạch, bay hơi kém và tồn tại lâu trên bề mặt của địa hình. Đề phòng và cấp cứu tiêu độc. Đề phòng, cấp cứu và tiêu độc. Thế về đề phòng, đó là phải cảnh giác, phát hiện kịp thời, triệt để lợi dụng địa hình, địa vật, công sự để ẩn nấp, sử dụng khí tài phòng hóa và uống thuốc. Về cái triệu chứng trúng độc, con người mắt sẽ thu nhỏ, sùi bọt mép, ói mửa, khó thở, đi đứng không vững, đau đầu, co giật cơ bắp, sau đó chuyển sang co giật toàn thân, tim hoạt động rối loạn, toàn thân sẽ bị tê liệt và có thể chết. Nếu bị nhiễm độc nhẹ và được cấp cứu kịp thời thì có thể sống sót. Để cấp cứu thì chúng ta nhanh chóng đưa ra khỏi khu vực nhiễm độc, sử dụng cái ống tiêm tự động để tiêm vào bắp. Nếu bị ngạt thở thì sẽ làm hô hấp nhân tạo. Nếu không có ống tiêm tự động thì chúng ta tiêm atropine sunfat cho đến khi con người mắt giãn ra thì thôi. Về cái tiêu độc, đây là cái hình ảnh mà bộ đội đang sử dụng các loại khí tài phòng hóa để tiến hành tiêu độc. Đối với tiêu độc đối với da thì ta sử dụng cái bao tiêu độc IPB tiêu độc hoặc là thuốc tím 1 đến 2%,
hay nước cho? Hay là nước cho? Đôi mắt thì rửa mắt nhiều lần bằng nước sạch. Đối với vũ khí trang bị thì sử dụng IDB tiêu độc hoặc bằng thuốc tím 2%, nước vôi, nước cho, thậm chí cả cái nước tiểu. Chúng ta không được sử dụng các cái nguồn nước, lương thực, thực phẩm bị nhiễm độc. Chất độc natri hiperit. Chất độc natri hiperit về cái tính chất của nó là một thể lỏng sánh như dầu, không màu. Sản phẩm công nghiệp màu tối, khi bị phân hủy thì có mùi giống như mùi tỏi. Khả năng phân hủy kém. Về cái thời gian gây tác hại kéo dài tới hàng tuần. Về cái triệu chứng đối với da, khi bị nhiễm độc từ 4 đến 6 ngày sẽ bị tấy đỏ. 1 đến 2 ngày sau, nơi bị tấy đỏ sẽ bị phồng rộp chuyển sang loét. Nếu không bị nhiễm trùng thì 20 đến 30 ngày sau sẽ khỏi và nó sẽ để lại cái sẹo. Nếu bị nặng thì có thể tử vong. Đấy, các bạn quan sát cái hình ảnh. Đối với cơ quan hô hấp thì chất độc này sẽ gây cái tổn thương thanh quản, khí quản, viêm và phù lề phổi. Đối với mắt thì nó bị viêm niêm mạc hoặc bị mù nếu bị giọt nóng rơi vào. Còn đối với cơ quan hô hấp, thì nói đối với cơ quan tiêu hóa thì nó gây viêm loét dạ dày, ruột dẫn đến nhiễm toàn thân, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Đề phòng và cấp cứu tiêu độc. Đề phòng, chúng ta triệt để lợi dụng địa hình địa vật, công sự ẩn nấp, sử dụng khí tài phòng hóa như mặt nạ, áo choàng, ống, che đậy kín các nguồn nước, nguồn lương thực, thực phẩm. Về cấp cứu thì chúng ta đưa lên quân y để điều trị kịp thời, tiêm kháng sinh chống nhiễm trùng, cho uống thuốc trợ lực, dùng mỡ kháng sinh để bôi lên vết loét. Về tiêu độc đối với da thì ta dùng bao tiêu độc IPB, chloramin 10%, thuốc tím từ 1 đến 2% hoặc nước xà bông, nước xà phòng. Đối với mắt thì chúng ta dùng chloramin 0,25 đến 0,5% hoặc dung dịch natri carbonat 2% rửa nhiều lần. Đối với cơ quan hô hấp thì ta súc miệng bằng dung dịch natri carbonat 2% hoặc chloramin 0,25 đến 5% rửa mắt bằng nước sạch nhiều lần. Đối với cơ quan hô hấp thì phải tìm cách để gây ói, dùng chloramin để rửa dạ dày. Đối với vũ khí trang bị thì chúng ta dùng cái bao IDB tiêu độc. Đối với chất độc CS, cái tính chất thì nó ở thể rắn, màu trắng hoặc vàng nhạt, có mùi hạt tiêu, khả năng bay hơi thấp và không tan trong nước, và tan tốt trong dioxan và benzen. Và cái triệu chứng trúng độc khi bị chất độc kích thích đó là chảy nước mắt, ho, hắt hơi, đau họng, khó thở và làm tấy da, phồng rộp. Đề phòng là chúng ta phải sử dụng cái mặt nạ, áo choàng, ống và găng tay, có thể sử dụng khăn ướt hoặc khẩu trang để phòng chống. Về cấp cứu thì chúng ta phải nhanh chóng đưa cái người bị nhiễm độc ra khỏi khu vực nhiễm độc để cái nơi thoáng gió, cho ngửi thuốc chống khói. Dùng acetone để rửa chỗ bị bỏng, tắm rửa sạch sẽ bằng xà phòng, rửa mặt súc miệng bằng thuốc tím loãng. Về tiêu độc đối với người thì chúng ta phải tắm rửa sạch sẽ, giặt quần áo bằng nước xà phòng. Đối với vũ khí trang bị
Đối với vũ khí trang bị thì chúng ta dùng dung môi hữu cơ để tiêu độc, không được sử dụng nguồn nước, lương thực, thực phẩm đã bị nhiễm độc. Về cái chất độc tâm thần hay còn gọi là chất độc benzen, về cái tính chất, nó là một chất kết tinh màu trắng, màu vàng nhạt, không tan trong nước nhưng tan trong cái dung môi hữu cơ, nó rất ổn định trong không khí. Về cái triệu chứng trúng độc, sau một thời gian ủ bệnh khoảng một giờ thì sẽ xuất hiện các cái triệu chứng như mắt giãn to, tim nó sẽ đập nhanh, choáng váng, run rẩy, chóng mặt và tính tình thì liều lĩnh, suy giảm cái phản ứng mê sảng hoặc ảo giác, mất trí, và sau khoảng 12 giờ thì triệu chứng nó thể hiện mãnh liệt hơn. Sau đó từ 4 đến 5 ngày thì sẽ trở lại bình thường. Đề phòng thì chúng ta phải sử dụng khí tài phòng hóa, sử dụng khẩu trang, khăn ướt để bảo vệ cái đường hô hấp. Đưa người ra khỏi khu vực nhiễm độc và cho uống Amazin từ 2 đến 3 viên trên một ngày. Về tiêu độc thì chúng ta súc miệng, rửa mặt mũi bằng nước sạch nhiều lần, tắm, giặt bằng nước xà phòng, không dùng cái nguồn nước lương thực vật thực phẩm đã bị nhiễm độc. Về chất đầu độc và một số loại chất khác thì chúng ta nghiên cứu trong tài liệu. Ta lội sang nội dung tiếp theo là vũ khí sinh học. Cái phần vũ khí sinh học này thì tôi nói nhanh thôi. Chúng ta tập trung vào hai cái nội dung trước là vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học. Về cái vũ khí sinh học, cái thứ nhất về khái niệm. Về vũ khí sinh học là loại vũ khí hủy diệt lớn dựa vào đặc tính gây bệnh hoặc truyền bệnh của vi sinh vật như vi khuẩn, virus, nấm đơn bào, hoặc độc tố do vi sinh vật tiết ra để giết hại hoặc gây bệnh hàng loạt đối với người và thực vật. Về cái phương tiện sử dụng đối với vũ khí sinh học, các bạn quan sát đó là một số cái phương tiện. Và sang cái nội dung tiếp về một số cái bệnh do vũ khí sinh học gây ra và cách phòng chống. Cái thứ nhất là bệnh dịch hạch. Bệnh dịch hạch thì do vi trùng và vi khuẩn gây ra. Về cái triệu chứng đối với bệnh dịch hạch là nhức đầu, đau mỏi toàn thân, sốt cao, buồn nôn, mặt và mắt đỏ, hạch nó sẽ nổi lên ở bẹn, nách, cổ. Về cái thời gian ủ bệnh từ 5 đến 6 ngày. Về cách phòng chống đối với bệnh, cách phòng chống thì chúng ta phải, trước tiên là chúng ta phải bảo vệ cái đường hô hấp bằng cách đeo khẩu trang có tẩm cồn nong não, đeo kính bảo vệ mắt, tiêm chủng, tiêm kháng sinh và diệt chuột, bọ chét. Loại bệnh thứ hai là bệnh dịch tả. Bệnh dịch tả thì cũng do vi trùng và vi khuẩn gây ra. Bệnh dịch tả. Về cái triệu chứng, người bệnh khi mà mắc cái bệnh dịch tả thì người bệnh sẽ bị tiêu chảy, ói mửa nhiều lần, mắt sâu, tim đập yếu và nhanh, huyết áp tụt, thời gian ủ bệnh từ 2 đến 3 ngày. Về cách phòng chống, đối với người này, tức là người chưa bị mắc bệnh, thì chúng ta phải giữ vệ sinh ăn uống, diệt ruồi và chích ngừa. Đối với người mà đã bị bệnh, thì chúng ta phải cách ly, uống thuốc kháng sinh, truyền huyết thanh,
vệ sinh giường chiếu và quần áo vân vân. Đó là làm những cái vệ sinh, cái vệ sinh cần thiết đối với cái cơ thể của chúng ta và cái khu vực mà chúng ta ở. Loại bệnh tiếp theo là bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa, về cái triệu chứng của bệnh đậu mùa là sốt cao, đau lưng, nhức đầu, ói mửa, nổi các cái mẩn đỏ ở mặt, chân tay và sau đó lan khắp người, dần dần thành cái nốt phồng rộp, biến thành các mụn nhỏ có mủ. Khi cái mụn vỡ thì mủ sẽ khô lại thành vảy và cuối cùng bong ra tạo thành một cái vết rỗ. Về cái thời gian ủ bệnh đối với bệnh đậu mùa này thì thời gian từ 9 đến 12 ngày. Để phòng và chống cái bệnh đậu mùa thì chúng ta trước tiên là phải chích ngừa. Cái hai là cách ly người bệnh, giữ vệ sinh và dùng kháng sinh phối hợp với ngừa biến chứng. Bệnh tiếp theo là bệnh sốt phát ban. Bệnh sốt phát ban với cái triệu chứng là sốt cao trên 39 độ, nhức đầu dữ dội, mặt đỏ, nhức bắp thịt, nổi mẩn đỏ và sốt xuất huyết, đỏ ở ngực và cánh tay. Về cái thời gian ủ bệnh từ 10 đến 14 ngày. Thời gian ủ bệnh từ 10 đến 14 ngày. Về cái cách phòng chống thì chúng ta phải diệt cháy lợn, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tẩy uế giường chiếu bằng dung dịch. Cái thứ ba là chúng ta phải tiêm kháng sinh truyền huyết thanh, cách ly người bị bệnh với người chưa bị bệnh. Trường hợp tiêm vaccine để phòng ngừa thì chỉ được tiến hành trong cái tình trạng đặc biệt nguy hiểm thì chúng ta tiến hành tiêm vaccine ngừa bệnh. Đối với bệnh thương hàn, với cái triệu chứng bệnh thương hàn, cái triệu chứng của nó là sốt ni bì, mê sản, đại tiện ra máu, có thể thủng ruột dẫn đến tử vong nhanh. Để cái phòng chống bệnh thương hàn này, thứ nhất là chúng ta phải bảo vệ cái nguồn thức ăn, nguồn lương thực thực phẩm, ăn chín uống sôi và chích ngừa, cách ly người bệnh với người khỏe, dùng các cái loại thuốc vaccine đặc trị như Clonazid hoặc Clomicrin và các cái loại thuốc kháng sinh đường ruột khác. Về cái bệnh than. Bệnh than thì cái triệu chứng của nó sốt nhẹ, có lúc lên đến từ 39 đến 40 độ và kéo dài từ 5 đến 6 ngày. Lây vi khuẩn mà xâm nhập thì có vết đỏ, ngứa, sau đó biến thành nốt sần. Vài giờ sau, trên đỉnh thì xuất hiện các mụn nước chứa cái dịch đục có màu. Sau khi mà vỡ ra thì để lộ cái vết nét và ở đáy có màu đỏ sẫm, rồi hình thành các cái vảy mỏng màu đen và nó sẽ xuất hiện ở các cái chi và mặt. Để điều trị đối với cái bệnh này thì chúng ta sử dụng penicillin 1 triệu đơn vị, tiêm vào bắp ngày 4 lần và chúng ta tiêm trong từ 7 đến 8 ngày. Ngoài ra thì cũng có thể chúng ta dùng abicolin và hoặc là oxazolin. Bệnh sốt vàng da, bệnh viêm não Nhật Bản và bệnh IQ thì cái này chúng ta nghiên cứu trong tài liệu. Chúng ta biết rằng hiện tại, đối với cái thời điểm hiện tại của chúng ta thì đang có mắc cái dịch COVID. Đang cái dịch COVID mà đặc biệt là ở Đà Nẵng. Theo cái thống kê thì hiện tại trên thế giới đến cái thời điểm hiện tại, tính đến lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay thì đã có 20.000 người. Xin lỗi, 20.759 20.759.049 người đã mắc bệnh COVID và đã có tới 750.967 người đã tử vong. Đối với Việt Nam chúng ta thì tính đến cái tờ đối với Việt Nam chúng ta đối với Việt Nam chúng ta tới buổi sáng ngày hôm nay là đã có 888 người mắc và 18 người tử vong.
do cái dịch bệnh. Cho nên là trong quá trình mà chúng ta tham gia các cái hoạt động thì chúng ta cũng phải chú ý về các cái phòng chống đối với các cái bệnh virus mà hiện tại đối với Bộ Y tế và các cái cơ quan chức năng người ta đã khuyến cáo hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Về cái phần thứ tư là về vũ khí nổ thì chúng ta sẽ nghiên cứu trong tài liệu. Đó là cái nội dung của buổi tôi lên lớp tới đây là kết thúc. Về cái thời gian còn lại trong buổi chiều ngày hôm nay, sau khi mà chúng ta nghỉ giải lao 15 phút thì các em sẽ vào để chúng ta tiến hành thảo luận và làm bài kiểm tra kết hợp với điểm danh. Tôi nhắc lại là sau khi chúng ta ra nghỉ giải lao 15 phút, chúng ta sẽ vào để tiến hành thảo luận và làm bài kiểm tra kết hợp với điểm danh. Rồi xin mời các em ra nghỉ giải lao. Em nào có câu trả lời thì em có thể là giơ tay, bật mic để trả lời. Bật cái micro của mình nhé. Rồi. Buổi sáng nay thầy duy trì thảo luận đối với đại đội 17, đại 18, tinh thần học tập của hai đại đội rất là tốt. Thầy mong rằng buổi chiều hôm nay đại đội 15, đại 16 của trường đại học quốc tế chúng ta phát huy cái tinh thần đó. Có em sinh viên bây giờ em Hồ Uyên Phương phải không ạ? Hồ Hồ Uyên Phương. Phương. Em đại đội 15 phải không? Dạ đúng. Thầy để kiểm tra xem ở em ở tiểu đội nào để thông báo em luôn nha, sau này tổ chức biên chế em vào cho nó thuận lợi. Rồi em cứ nói, em trả lời câu hỏi của thầy đi. Dạ, bài học là hôm nay gồm 4 phần lớn và tập trung chủ yếu vào hai phần đầu là vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học. Vũ khí hạt nhân gồm các phần lớn như là khái niệm, phân loại và phương tiện sử dụng, phương thức nổ của vũ khí hạt nhân, các yếu tố sát thương, phá hoại và cách phòng chống. Và vũ khí hóa học thì có các phần là khái niệm, phân loại, đặc điểm, các tác hại cơ bản, một số loại chất độc chủ yếu và cách phòng chống. Hết rồi. Thầy cảm ơn em Hồ Phương Uyên ở đại đội 15. Trước hết thì thầy nhắc em ở tiểu đội 9 nha. Câu hỏi của thầy đặt ra đó là cái nội dung của bài này gồm mấy cái nội dung chính. Em tập trung vào cái nội dung mà cái câu hỏi thầy đã đề ra. Thầy mời một em sinh viên khác. Dạ, em trả lời được không thầy? Được, em có trả lời thầy nghe rõ. Em dạ, dạ em tên Phạm Hoàng Minh ở đại đội 16. Thầy kiểm tra xem có đúng không ạ? Hoàng Minh C16. Dạ. C16. Rồi em trả lời đi rồi thầy kiểm tra lại cái thông tin của em. Dạ, thì bài học mà tụi em mới học gồm có 3 phần chính về 3 loại vũ khí khác nhau là vũ khí hạt về vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và vũ khí sinh học. Vũ khí gồm có 3 phần chính, em nhắc lại này. Dạ, một, vũ khí hạt nhân, một vũ là vũ khí hạt nhân, hóa học, hai là vũ khí hóa học. Dạ, hai là vũ khí hóa học, ba là vũ khí sinh học, ba là vũ khí sinh học. Thầy cảm ơn bạn Phạm Hoàng Minh. Minh, em ở tiểu đội 7, đại đội 16 nha. Dạ vâng ạ. Thầy muốn lắng nghe một ý kiến của một em sinh viên nữa. Dạ thầy ơi, em xin trả lời ạ. Bài học hôm nay là có 4 phần chính. 4 phần chính. Dạ, gồm vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học và vũ khí lửa. Vũ khí lửa. Dạ.
Và trọng tâm thì hai phần đầu là vũ khí hạt nhân và vũ khí hóa học. À, thầy trân trọng cảm ơn em. Em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Nguyễn Khánh Linh, đại đội 15. Khánh Linh, rồi C15, em biết tiểu đội nào chưa? Dạ chưa. Rồi, thầy kiểm tra cái thông tin để biết em tiểu đội nào luôn. Cái câu hỏi thầy đặt ra thì có ba em sinh viên, một là Hồ Uyên Phương, hai là Phạm Hồng Minh, ba là Nguyễn Khánh Linh. Cái câu trả lời đầy đủ nhất đó là em Nguyễn Khánh Linh trả lời đầy đủ và đúng các cái nội dung của bài học. Thầy kết luận lại cái nội dung này, câu hỏi này đó là toàn bộ nội dung của bài Q6 về phòng chống vũ khí hủy diệt lớn gồm có 4 nội dung. Một là vũ khí hạt nhân, hai là vũ khí hóa học, ba là vũ khí sinh học và 4 là vũ khí lửa. Và nội dung trọng tâm là nội dung 1 và 2. Nội dung 1 và 2. Nguyễn Khánh Linh, đại đội 15, ở tiểu đội 10. À, tiểu đội 10. Sau này chúng ta tổ chức biên chế một đại đội sẽ có 10 tiểu đội. Thì Nguyễn Khánh Linh ở tiểu đội 10. Câu hỏi thứ hai về phân loại vũ khí hạt nhân. Về phân loại vũ khí hạt nhân thì có mấy cách phân loại vũ khí hạt nhân? Dạ thầy ơi, em xin phép trả lời là có 3 cách. Rồi, em tên nổ. từ em tên gì nhỉ? Giới thiệu dạ, tên. Dạ Xuân Quỳnh. Cái gì Quỳnh, Xuân Quỳnh? Phan Nguyễn Xuân Quỳnh, đại đội 16. Phan Nguyễn Xuân Quỳnh C16. Rồi, Xuân Quỳnh trả lời. Dạ thưa thầy, là có 3 cách là phân biệt bằng phân loại bằng nguyên lý nổ, dạ, Dương lượng nổ và mục đích sử dụng. Và mục đích sử dụng. À, cảm ơn em Xuân Quỳnh, đại đội 16. Trước hết là em biên chế vào tiểu đội 5 nha. Em rõ chưa? Dạ rõ. À, qua có 4 bạn, có 4 em sinh viên phát biểu ý kiến thì chúng ta thầy rút kinh nghiệm thế này. Các em trả lời tinh thần rất là tốt. Nhưng khi phát biểu á, thì các em tiến hành giơ tay lên. À, giơ tay lên. Khi thầy có cái, thầy gọi đến tên người nào thì người đó sẽ tiến hành là bật mic trả lời. Ví dụ như là thầy đang quan sát thấy bạn Trương Ngọc Huyền Linh gì đấy C16 đang giơ tay đây này. Đó. Người ta chút kinh nghiệm để ta thảo luận cho tốt nè. Rồi cảm ơn câu trả lời của bạn của em Nguyễn Phạm Nguyễn Xuân Quỳnh. Rồi thầy mời ý kiến của cùng đại đội 16 của em Trương Ngọc Huyền Linh. Rồi. Dạ thưa thầy. Dạ, theo em thì có 4 cách phân loại là phân loại theo nguyên lý nổ nè thầy. Phân loại theo dung lượng nổ, phân loại theo mục đích sử dụng và phương tiện sử dụng. Phương tiện sử dụng. Thế là theo em có 4 cách. Dạ. Dạ, cảm ơn Huyền Linh. Huyền Linh ở tiểu đội 4 nha. Dạ, em cảm ơn thầy. À, thầy sẽ mời em Võ Thị Thanh Hương của đại đội 15. Võ dạ. Thị Thanh Hương đại đội 15. Em nghe rõ không ạ? Dạ, thầy ơi, thầy đọc lại câu hỏi giùm em vào. À. Chúng ta đang thảo luận nội dung thứ nhất trong cái bài là vũ khí hạt nhân. Câu hỏi thầy đặt ra đó là về phân loại vũ khí hạt nhân thì gồm có mấy cách phân loại? Thanh Hương. Dạ. Thanh Hương, trả lời em. Thanh Hương ở C15, tiểu đội 1. Dạ, theo 3 cách ạ. Có 3 cách. Đương lượng nổ theo nguyên lý cấu tạo và theo mục đích sử dụng. Em nhắc lại nè. Dạ thưa thầy là 3 cách. Theo đương lượng nổ, theo nguyên lý cấu tạo và theo mục đích sử dụng. À, rồi cảm ơn em. Thầy kết luận lại cái nội dung cái câu 2 này như sau. Vừa rồi thì có 3 bạn trả lời câu hỏi này và câu trả lời đúng là cái của bạn Phạm Nguyễn Xuân Quỳnh và bạn Thanh Hương. Vậy thì phân loại cái vũ khí hạt nhân gồm có 3 cái cách phân loại.
Cách phân loại thứ nhất là phân loại theo nguyên lý nổ. Cách phân loại thứ hai là phân loại theo đương lượng nổ. Cách phân loại thứ ba là phân loại theo mục đích sử dụng. À, vậy thì các em sinh viên chúng ta nắm cho thầy các cái ý chính, đó là phân loại này còn có ba cách, nhưng lưu ý nắm cho thầy kỹ hơn về cái cách phân loại thứ hai, đó là phân loại theo đương lượng nổ đấy. Đấy, đương lượng nổ. Vậy chúng ta thấy rằng là phân loại theo đương lượng nổ thì vũ khí hạt nhân có mấy loại ạ? À, có 5 loại. Ví dụ như là người ta nói là loại cực nhỏ này, loại nhỏ này, loại vừa này, loại lớn và loại cực lớn. Với thầy nói ví dụ cụ thể như thế này. Ví dụ Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki. Quả bom thứ nhất có đương lượng nổ là 21 KT. Quả bom thứ hai có đương lượng nổ là 13 KT, tức là KT là ký hiệu là kiloton. Vậy thì hai quả bom nguyên tử này này, nếu mà xét theo đương lượng nổ thì nó sẽ nằm ở loại nào ạ? À, ở loại vừa đấy. À, nếu mà phân loại theo đương lượng nổ thì vũ khí hạt nhân có 5 loại là như vậy. 5 loại. Loại cực nhỏ, loại vừa và loại cực lớn. Thầy nhắc một số sinh viên chúng ta cũng phải tập trung vào cái nội dung câu hỏi của thầy đưa ra. Chúng ta đã có hết tài liệu rồi. Thầy Đức lúc nãy cũng giảng rất là kỹ. Chúng ta nắm chắc nội dung để chúng ta tí để chúng ta làm bài thi được, bài kiểm tra này. Câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Khi vũ khí hạt nhân nổ thì gồm những nhân tố sát thương phá hoại nào? Thầy nhắc lại nội dung. Khi mà vũ khí hạt nhân nổ thì gồm những nhân tố sát thương phá hoại nào? Thầy đã nhìn thấy một em sinh viên, đã hai em sinh viên giơ tay phát biểu ý kiến, ba và rất là nhiều. Trước hết thầy mời em sinh viên giơ tay trả lời sớm nhất, đó là em Trần Xuân Diệu Hiếu, à Trần Xuân Hiếu. Rồi em Hiếu bật mic lên trả lời. Alo, thầy nghe không thầy? Dạ, thầy nghe rõ. Dạ, em Trần Xuân Hiếu từ đại đội 16 ạ. C16, đúng rồi. Dạ, thì các nhân tố sát thương phá hoại từ vũ khí hạt nhân bao gồm thứ nhất là sóng kích, sóng xung kích nè. Rồi, sóng bột và sóng xung kích. Thứ hai là bức xạ quang. Rồi. Thứ ba là bức xạ xuyên. Rồi. Và cuối cùng là, và thứ tư là hiệu ứng điện từ. Thứ tư là hiệu ứng điện từ. Rồi, cảm ơn. À, và chất phóng xạ nữa thầy. Chất phóng xạ. Cuối cùng là chất phóng xạ. Rồi, Trần Xuân Hiếu. Thầy cảm ơn nên câu trả lời của Trần Xuân Hiếu. Trần Xuân Hiếu trước hết là ở em ở tiểu đội 8 nha. Dạ vâng ạ. Đại đội 16. Dạ, thầy mời em của C15 đi. Của Nguyễn Thị Minh Anh. Minh Anh. Dạ thầy ơi, thầy nghe rõ không ạ? Thầy nghe rõ em. Dạ câu trả lời của em nó chính là gồm có 5 nhân tố sát thương. Ờ, đầu tiên là sóng xung kích, tiếp theo là bức xạ quang, tiếp theo là bức xạ xuyên. Xuyên, tiếp theo nữa là các chất phóng xạ, và cuối cùng là hiệu ứng điện từ ạ. À, thầy cảm ơn em Nguyễn Thị Minh Ánh của C15. À, thầy sẽ cho em biết cái em ở tiểu đội mấy để sau này tiện về tổ chức biên chế luôn, không có không? C15 ấy. Dạ, em cảm ơn thầy ạ. Không, Nguyễn Thị Minh Ánh. Thầy sẽ cho Nguyễn Thị Minh Ánh tiểu đội sau. Thầy mời em Huỳnh Tấn Vũ trả lời nào. Của đại đội 16. Huỳnh Tấn Vũ có không ạ? Có đi thầy ơi. Rồi, Vũ trả lời đi. Huỳnh Tấn Vũ. Thầy nhắc lại câu hỏi được thầy, mới nãy thầy cái lúc mà thầy hỏi mạng con bị lắc rồi. À, lắc hả? Dạ. Mạng bị lắc phải không? Rồi, chú ý nha, thầy đọc lại câu hỏi nè. Đang ở quê nên mạng nó chậm lắm luôn thầy. À, rồi thầy đọc nghe, em nghe rõ thầy nói không? Dạ cũng được chứ. Được tiếng mất thầy. Tiếng được tiếng mất hả? Rồi em nghe rõ thầy nói không? Hả? Em nghe rõ không? Dạ nghe thầy. Rồi. À, câu trả lời câu hỏi thầy hỏi với lớp học này.
Khi vũ khí hạt nhân nổ thì gồm những nhân tố sát thương phá hoại nào? Hay nói cách khác là gồm mấy nhân tố sát thương phá hoại đấy? Em trả lời. Huỳnh Tấn Vũ. Dạ nghe thầy ơi. Rồi em trả lời đi, thầy nghe rõ mà. Dạ em nghĩ là có hai cái là tống xung kích với lại bức xạ quang thầy. Em nghĩ có hai cái hả? Dạ. Huỳnh Tấn Vũ tập trung vào học tập đi nha. Học rồi chuẩn bị cái mạng cho tốt. Chứ học như thế này là không trả lời được, không thi kiểm tra được đâu. Tập trung vào học. Vùng sâu, vùng xa. Rồi, tập trung vào học đi. Thầy mời em Võ Ngọc Minh Châu. Võ Ngọc Minh Châu, đại đội 16. Dạ em nghe thầy ơi. Rồi. Em nghe thầy và trả lời câu hỏi của thầy đi ra. À, câu hồi nãy của bạn Vũ hả thầy? Đúng rồi. Thầy nhắc lại này. Khi vũ khí hạt nhân nổ thì gồm những nhân tố sát thương phá hoại nào? Dạ, cái vũ khí hạt nhân nổ thì gồm những nhân tố phá hoại là chất phóng xạ, bức xạ xuyên, bức xạ quang, là những nhân tố sát thương chủ yếu. Nhiễm xạ mặt đất thì không đáng kể. Với lại hiệu ứng điện từ. Hiệu ứng điện từ. Rồi, lúc nãy thầy Đức giới thiệu rất là kỹ, các em phải tập trung chú ý vào học hơn. Rồi, thầy muốn lắng nghe ý kiến của bạn của C15 giơ tay phát biểu ý kiến này. Hồ Uyên Phương. Dạ thưa thầy, theo em gồm có 5 yếu tố sát thương phá hoại là sóng. Gồm đúng rồi, 5 yếu tố sát thương phá hoại, em trả lời đi. Bức xạ quang. Bức xạ xuyên, chất phóng xạ và hiệu ứng điện từ. Hiệu ứng điện từ. Rồi, cảm ơn em Hồ Phương Uyên của C15. Câu trả lời của em Hồ Phương Uyên, xin lỗi, Hồ Uyên Phương là còn là cái câu lời trả lời đúng nhất và cũng là thay cái kết luận của thầy. Vậy thì trong cái nội dung cái câu này, khi vũ khí hạt nhân nổ gồm những nhân tố sát thương phá hoại nào á, thì các em sinh viên về chúng ta nghiên cứu kỹ hơn, đó là gồm có 5 nhân tố như cái như bạn Hồ Uyên Phương phải trả lời đấy, thì chúng ta nắm thêm là các cái nhân tố nó chiếm bao nhiêu phần trăm năng lượng vụ nổ. Ví dụ như là vũ khí hạt nhân nổ thì cái sóng xung kích nó chiếm bao nhiêu phần trăm, bức xạ quang chiếm bao nhiêu phần trăm, bức xạ xuyên chiếm bao nhiêu phần trăm, chất phóng xạ chiếm bao nhiêu phần trăm và hiệu ứng điện từ chiếm bao nhiêu phần trăm. Để các em nghiên cứu kỹ hơn vì cái thời gian thảo luận thầy không được nhiều, do vậy là khi thầy đã chú ý thì các em phải đọc thêm cái tài liệu. Bây giờ để kết thúc cái nội dung phần 1 lớn về vũ khí hạt nhân, lúc nãy thầy quan sát có một em sinh viên đặt câu hỏi với thầy, đó là hiện nay nước nào là nước có sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều nhất? Thầy xin trả lời như sau. Mỹ vẫn là nước mà đứng đầu về vũ khí hạt nhân. Thầy nói thêm thế này. Đến nay, trên thế giới có khoảng 44 nước và 44 nước có và có khả năng có cái vũ khí hạt nhân. Đứng đầu là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, v.v. Và cũng xin với cái hiệp ước mà Mỹ với Nga định cắt giảm về cái số vũ khí hạt nhân đến năm 2020, tức là năm nay này, xuống còn khoảng 1.550 đầu đạn hạt nhân và 700 phương tiện tấn công. Tức là cách đây 10 năm trước, Mỹ và Nga sẽ có một cái ký kết hiệp ước đến năm 2020, tức là năm nay này. Nhưng mà xin thưa với các em rằng là cái hiệp ước này không thể ký kết được. Mà hiện nay cái tình trạng cái phần mà phát triển về vũ khí hạt nhân nó càng càng nhiều hơn, không thể ký kết được.
Cũng để chuẩn kết thúc nội dung về phần vũ khí hạt nhân thì hôm nay là thứ năm, ngày 13 phải không ạ? Nếu mà chúng ta lui về 4 ngày trước thì đó là ngày mùng 9 tháng 8. Vậy thầy hỏi các em sinh viên là ngày mùng 9 tháng 8 các em liên tưởng đến cái ngày có cái sự kiện kỷ tưởng niệm có cái đến cái sự kiện gì? À, thầy nhìn thấy rất là nhiều các em sinh viên giơ tay trả lời. Thầy sẽ mời một thầy đang đặt cái câu hỏi ngoài 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 cái nội dung một chút nhưng mà cũng 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 trong cái nội dung bài học thôi, đó là vũ khí hạt nhân. Ngày mùng 9 tháng 8 ngày đó chúng ta liên tưởng đến một cái sự kiện gì ở à, cái sự kiện gì nhất? Để thầy mời em có bạn à, rất là nhiều giơ tay đây đó, kéo lên để anh đọc. Lê Đình Khánh của C15 đi, em bật mic em trả lời. Dạ, alo thầy nghe em rõ không ạ? Thầy nghe rõ Khánh ơi. Dạ, với sự kiện ngày 9 tháng 8 và liên quan đến vũ khí hạt nhân thì em nghĩ là nó là sự kiện ngày 9 tháng 8 năm 1945 khi mà gói bom nguyên tử Fat Man được ném xuống thành phố Nagasaki ở Nhật Bản ạ. À, rồi. Thầy cảm ơn em anh Khánh ở tiểu đội 7. Khánh ở tiểu đội 7 nha. Dạ Là vâng, cảm ơn thầy. thầy cảm ơn các em. Cái nội dung này thì như chúng ta đã biết thì bắt đầu từ ngày mùng 8 giờ 15 phút ngày mùng 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima. 3 ngày sau, ngày mùng 9 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném quả bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki. Và chúng ta thấy tại sao người ta gọi là vũ khí hạt nhân, gọi là vũ khí hủy diệt lớn, ngài hủy diệt lớn, sức công phá rất là kinh khủng. Một thành phố 70.000 người mà 40.000 người chết cùng một lúc, và những người sống sót còn lại sau đó thì cũng cũng bị chết. Chính vì thế người ta nói là vũ khí hủy dân, gọi là vũ khí hạt nhân, gọi là vũ khí hủy diệt lớn là như vậy. Thầy kết thúc nội dung thứ nhất là vũ khí hạt nhân, thầy đến nội dung thứ hai là vũ khí hóa học. Tinh thần học tập của hai đại đội 15 và đại đội 6 phát biểu rất là tốt. Thời gian còn lại cũng rất là ngắn, thầy mong được sự tham gia thảo luận cùng các em. Về vũ khí hóa học, câu hỏi đầu tiên thầy đặt ra đó là có mấy cách phân loại vũ khí hóa học? Có mấy cách phân loại vũ khí hóa học? Dạ thầy ơi, em xin trả lời. Rồi, em giới thiệu tên nè. Em Dạ tên thầy, em tên Lâm Huệ Dung ở đại đội gì? 16. Lâm Huệ Dung, đại đội 16. Đây, Huệ Dung trả lời. Thưa thầy, là theo em có 3 cách phân loại vũ khí hóa học. Một ba là cách theo thời gian gây tác hại, hai là theo bệnh lý, ba là theo độ độc. à, rồi cảm ơn bạn Huệ Dung của C16. em chào thầy. 16. Thầy mời em Phạm Hồ Hoàng Phước à. Phạm Dạ. Hồ Hoàng Phước trả lời câu hỏi của thầy nào. Dạ mình có ba dạ thầy nghe rõ em ạ? Thầy nghe rõ, em trả lời đi. Dạ của mình có ba cách để phân biệt ạ. Vào dung lượng, cái nhất là dung lượng bom, cái thứ hai là công dụng của nó, và cái thứ ba là cái thứ ba là em Rồi, bạn ba thầy ạ. Phước ơi, bây giờ em tỉnh táo lại đi. Em đang nghiên cứu bom hạt nhân mà em đang nói với vũ khí hóa học mà sao em lại nói lên vũ khí hạt nhân là gì? Em nghe lục gọi ạ. Thầy nhắc lại câu hỏi này. Nếu có mấy cách phân loại của vũ khí hóa học? À dạ là mình có là ba cách. Cái thứ nhất là cái khoảng thời gian tác động của cái vũ khí hạt nhân, công dụng của nó,
Trời, thầy không mất thời gian nhiều, Hoàng Phúc Phước ơi. Suy nghĩ kỹ nha. Đang lẫn lộn từ vũ khí hạt vũ khí hóa học sang vũ khí hạt nhân rồi đấy. Nội dung thứ nhất của bài học đó là vũ khí hạt nhân, nội dung thứ hai là vũ khí hóa học. Thầy đang thảo luận về cái nội dung thứ hai đấy, là vũ khí học đấy. Rồi. Hoàng Phước xem lại bài nha. Dạ. Rồi thầy mời em Phan Quốc Khôi ở đại 16. Quốc Khôi đâu? Phan Quốc Khôi. Phan Quốc Khôi đại 16. Phan Quốc Khôi có đi học không? Này, Phan Quốc Khôi vắng. Rồi, thầy rất nhìn thấy rất là nhiều cánh tay. Nhưng mà thầy kết luận là cái nội dung này các em nắm thêm thế này. Về vũ khí hóa học á, thì có 3 cách phân loại. Cách phân loại thứ nhất là phân loại theo thời gian gây tác hại. Thời gian đấy. Một là có chất độc mau tan, hai là có chất độc lâu tan. Hai là phân loại theo cái bệnh lý. Thì gồm có nhóm 6 cái nhóm bệnh lý như vậy. Thì tạm thời về chúng ta nắm thêm. Ba là phân loại theo cái độ độc, độ độc. Phân loại theo cái độ độc này gồm có hai loại, một là chất độc gây chết người, hai là chất độc gây mất sức chiến đấu. Cái chất độc mà cái phân loại theo độ độc á thì gồm có hai loại, một là độ độc tức là cái loại mà chất độc tức là khi bị nhiễm thì sẽ chết ngay. Còn cái thứ hai là cái độ độc nó thấp hơn là mất sức chiến đấu. Đây, thầy dành riêng mấy phút để các em sinh viên đặt câu hỏi cho thầy, thầy sẽ giải đáp. Các em có thể qua gửi qua đường chat. Em sinh viên gửi các câu hỏi, thầy sẽ giải đáp. Nếu mà thầy giải đáp được ngay bây giờ thì thầy sẽ giải đáp. Phan Quốc Khôi không có mic hả? Bật mic lên Phan Quốc Khôi. Em có mic, sinh viên là dạ em có mic thầy ơi, Phan Quốc Khôi ạ. À, thì sửa lại cái. Rồi, tất cả các câu hỏi các em có thể chat với thầy để thầy sẽ không trả lời trực tiếp ở trên này. Hôm nay thì sẽ hôm 17 này tổ chức biên chế, thầy sẽ giải đáp vì thầy đã biết các em ở tiểu đội mấy, đại đội mấy rồi. Rồi, một thời gian cái buổi thảo luận thầy sẽ tạm dừng ở đây. Thầy biểu dương tinh thần học tập của các em sinh viên của đại đội 15, đại đội 16. Phát biểu rất là tốt, nhưng mà thầy cũng phê bình một số sinh viên là chúng ta trả lời nó không đúng nội dung, tập trung học còn chưa tốt. Đấy. Chúng ta rút kinh nghiệm để chúng ta học tập các buổi sau cho nó tốt. Công tác phòng chống chất độc da thuốc độc da cam ở Việt Nam, công À. tác phòng chống thuốc độc da cam ở Việt Nam, Công tác phòng chống chất độc da cam ở Việt Nam. chất độc da cam. Thầy xin trả lời câu hỏi của bạn Phan Thị Kim Oanh. Có phải không ạ? Bạn Hoàng Minh, À, Phạm Hồng Minh ạ. bạn Hoàng Minh. Thầy ơi, cho em về cái danh sách phân chia các tiểu đội. Không có cái này thôi. trả lời cho không. Không. Em muốn hỏi về công tác phòng chống thuốc độc da cam. Ở Việt Nam nào? À, thầy về đi họp. Thầy sẽ nhường cái câu hỏi này cho cô Thu sẽ trả lời các em. Sau khi cô Thu trả lời xong thì các cô Thu cũng trực tiếp gửi các câu hỏi trắc nghiệm cho các em làm. Gửi xong thì cô Thu sẽ có cái thời gian, sau đó có thời gian các em làm xong thì các em sẽ gửi trực tiếp cho cô Thu. À, nhường lại cho cô Thu.
nghe rõ không? Các em có nghe rõ câu trả lời cô nói không? Dạ có. Dạ nghe. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ là có một bạn là cho em xin danh sách phân chia tiểu đội. Thì bây giờ cái danh sách phân chia tiểu đội này thì đến thứ hai các em sẽ, khi mà các em tổ chức biên chế thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho em là em thuộc tiểu đội nào nha. Bây giờ là các cô không có cho đây, với cả sắp hết thời gian rồi thì bây giờ để tiết kiệm thời gian thì bây giờ cô sẽ chia sẻ cái đường link để làm bài và tính thời gian cho các em. Thời gian thì bài chỉ có 15 phút thôi. Sau 15 phút là cô sẽ không có dừng cái chia sẻ cái đường link lại. Tức là sau cái thời gian đó thì các em có làm bài thì cô cũng không có tính vào điểm.